Xin chào các quý chú bác mình ha. Hôm nay ngày 23 tháng 11 em lên cho quý anh em chú bác video bao gồm 28 mã hàng. Hôm nay hàng rất đẹp nha anh em. Đó. Thì quý anh chú bác mình xem thì mua hàng thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919 192035 em tên Nghiệp nha. Mọi thông tin trao đổi mua bán bên em đều qua Zalo hoặc là số điện thoại thôi. Em không chốt đơn YouTube và cũng không phản hồi bình luận YouTube thì quý anh em lưu ý giùm em. Phí ship thì mặc định là 30.000 trên một sản phẩm. Ship tận tay, kiểm tra thanh toán trả tiền. Hai đơn mình sẽ được bao ship hoàn toàn nha anh em. Đó thì anh em lưu ý giùm em là 30.000 mặc định thôi. Anh em cũng đừng có quan ngại là mình ở vùng sâu, vùng xa hay nào mình ở ngoài hải đảo, biển đảo như thế nào không quan trọng, là 30.000 thôi, ship nhanh tận tay với anh em mình luôn. Thiếu bên em sẽ bù vô cho anh em khoảng đó. Rồi cái mã đầu tiên em gửi đến anh em mình một combo nha anh em. Một combo rút mini. Đó cái bộ này chung của ông khách nè, ông kêu chốt chổng rồi nè. Em đợi hoài em thấy luôn chán ghê. Nó sợ nhất là chốt mà không trọc, thường đa số là bỏ không. Đó. Thì đây là cái group mini hàng carbon nha anh em, cái hãng của Suzumi nè. Hàng của Suzumi, cây này hàng của China xuất Nhật nha. Sản xuất tại Trung Quốc. Hãng này hãng của Nhật nha. Khoan là fan Fuji, độ cứng 10 và 2m1 nha anh em. Đó. Nè, cần thì còn mới tin nè, hàng carbon nha. Độ cứng 10 2m1 con máy nè. Con máy này thì đổ tay trái phải nè anh em. Phiên bản special bản đặc biệt là con này là full carbon toàn thân luôn, con máy này máy Korea. Thì con máy này size nó khoảng 3,5-4 ngàn. Đó, gáp vô cái con này nè, 2m1 nè. Là anh em có thể con ngâm, con lăn xê được, anh em muốn lưu rê vẫn được nè. Đó, con máy thì mới tin anh em khỏi phải lo gì hết. Cước số 480m nè, cước số 5 vô được 130m. Máy mua bình sóc. Có sẵn dây này còn rất là mới, đổi tay trái phải. Ha, rồi combo này mã số 1 nha anh em. À, chốt xong rồi 700 ngàn bạc nè. Bây giờ không lấy à, em ghét em bán bỏ 600 nè, bao ship luôn nha nè. Riêng cái bộ này nha, lời vừa cần với máy bộ này là 600 bao ship mã số 1 nha nè. Thường thường những cái hàng đó là em giống lắm, nên em bán rẻ cho đi hết. Và tiếp theo là như em mình một combo này. Combo Ikada cho anh em mình câu tôm nha nè. Câu tôm, cá tráp, cá hành đồ nha. Một con máy là con máy Daiwa nè, con Daiwa dòng Super Connect nè, một cái màu xanh, màu này hơi bị hiếm nha nè. Con máy thì mắt in ra băng tay phải nha. Đó, con máy có thắng rồi nè anh em. Còn cây cần của mình là cây này như hàng của Olympic nè anh em, đúng rồi, hàng Olympic. Cây này chất lượng là phíp cho anh em, dài của mình là 1m8. Một cái Ikada rút nha, ngọn dấu trong nè. Đó. Ikada nha anh em. Đấy, rồi combo này mã số 2 nha, em bán giá 300.000 nha anh em, là vừa cần với máy luôn nè. Mã số 2 giá 300, combo này cũng bao ship luôn nha anh em. Combo này cũng 300 bao ship luôn nha. Tiếp. Hết bao ship rồi, ra chỉ có hai cái đó thôi, là linh tinh nó bán bao ship thôi. Và trở lại vấn đề tiếp tục cho anh em mình nha. Cái này là một cây hai chi nè, một cây hai khúc nè. Hai cây này là trúc Nhật nha nè, cây này 2m4. Hai khúc. Một cây trúc này nè, một cây trúc Nhật nè, bắt máy Fuji đâu nè. Đó. Dòng hai chi câu bè đâu anh em. Câu bè trên xuồng rồi đó. Cây này là cây trúc nghệ nhân nha, 2m4 nha anh em. Cây này cứng tầm khoảng 20-30. Thì mấy cây trúc này nè, về anh em mình lau sạch, anh em lấy mình tí dầu á nè, tí dầu mà dầu bóng bóng á, anh em vuốt có một mấy cây trúc nó đẹp cực kỳ luôn. Hai cây trúc này nè, về anh em mình cứ rửa sạch, phơi cho khô. Rồi mình lấy cái gì, mình lấy dầu á. Dầu xe máy mình á, dầu Leo đó. Đừng lấy xăng nha, xăng này mình chà cái nó bị ố á, anh lấy dầu á, mình lau nó một anh cái đẹp nhức nách luôn. Cây trúc này cũng vậy. Mà cái trúc gấp khúc nghệ nhân đây nè. Cái đầu lóng này anh em thấy nó có quấn nè, nó có nứt tí xíu nè, đúng rồi, nó có nứt cái đầu lóng tí xíu nè anh em. Nha, nứt đầu lóng gốc, nó có quấn chỉ là rồi. Cái này là bên Nhật nó về như vậy nha. Em cũng chưa biết cây này nó dài nhiêu nữa nè. Đó, nhưng mà em thấy là có kỳ công nha nè, kỳ công sơn mài đồ. Nhưng mà nó không có tên tuổi nha. Nó không khắc tên, không có khắc tuổi gì này hết. Nên cũng không biết rõ lắm. Nhưng mà biết chắc nó là hàng Nhật Bản thôi.
cái trò gì đây? Đây anh em, lấy được cái ngọn, nó kẹt nha, nó kẹt cái đầu cột rồi nè. Đó, cây này bằng trúc nhật nhưng mà ngọn là ngọn sả thiết đinh đặc nha anh em. Cây này là ngọn sả thiết đinh đặc. Thì cây này 4,5 m nha, nó khoảng 4H. 4H 4,5 m nha, cây này anh em đi câu thực kiến được nè, chứ nó không có quằn quại như kiểu sưu tầm nha. Thì cái thứ hai là anh em có thể thấy nè, cái lóng gốc cái này nè, nó có nứt nha. Nè, nó nứt nhưng mà khi anh em cái này là lóng cắm vô, anh em cắm vô thì nó không ảnh hưởng gì mấy nha anh em. Đó. Hay coi như là nó có hai lỗi, một là cái nứt gốc nè, nứt gốc lóng ba trên ngọn xuống và nứt cái đầu gốc này. Thì nói chung là cây này anh em vẫn câu được nha, chứ không phải là dục bỏ nha. 4,5 m vẫn 4H. Đó thì em ghi hai cây này giá 500 rồi, nhưng mà em thấy vậy nên em bán cặp này 400 thôi nè. Cặp cần trúc nhật này 400 thôi. Cho anh em mình dễ mua. Rồi, combo này mã số 3 như này, em bán giá 400 thôi. Tiếp tục như em mình cây lóng ngắn như em, cây thu gọn 55 cm, hàng carbon nha, hãng của Tactic Enjoy nè. Cây này hãng của China xuất nhật và 4,5 m như em, tầm khoảng 3,5 m. Hàng carbon, lóng ngắn. Một màu tím đen, nước phôi cũng còn bóng lưỡng nè, thấy không? Đây. Cũng nguyên zin nguyên bản hết nha em. Đây, rút lóng ngắn carbon cân nặng của mình. Cân nặng của mình là 229 g, ngọn của mình 0.8 nha. Cây này mã số 4 bán giá 400. Tiếp theo cho mình cây lóng dài như này, thu gọn của mình là 78 cm, gốc sóng hai da, cây này hàng của China xuất nè, hàng bãi Nhật, sản xuất Trung Quốc, phiên bản special dài 6,3 m nha anh em. Cây này thì anh em rút ra nó thẳng, tầm khoảng 3,5 h như nè, nhưng mà nó thẳng nhưng mà nó không có cứng theo kiểu 4H nha. Nó thẳng nhưng mà nó có độ dẻo của 3H. Đó thì nó dao động khoảng 3,5 h. Thì em tư vấn cho anh em mình vậy để mình biết nha. Nhiều khi về anh em mình rút ra thẳng, cái ném là sao thẳng mà nó không cứng, nó không tới độ cứng mong muốn, thì em nó cần nguyên zin nguyên bản nha anh em. 6,3 m, thu gọn 78 cm, ngọn 0.6 0.7, cân nặng 205 g, gốc của mình là 17.5. Cái này mã số 5 em bán giá 400 nha anh em. Tiếp tục như mình cây rút dây trong, một cây hàng đây qua, cái nút đít dưới này nó bị lỏng nha anh em. Anh em về lưu ý với mình phải kiếm cái màng co mình chùm lại, mình chụp lại hoặc là mình đổ keo mình dán lại, chứ không thôi là nó văng mắt nút đít nha. Cây đây qua hoa đỏ lóc nè. Cây này mặt máy Fuji đây qua chính hãng của mình, cứng 30 và 3,1 m kia nè. Cây đây qua HS nè, cây bắt Fuji rồi hết. Có chảy xước, đóng bụi, đóng dơ, tổng thể là còn mượt nha nè, chỉ trừ cái nút đít là nó lỗi thôi. Nút đít zin nhưng mà nó bị lỏng nha. Cân nặng của mình là 306 g, ngọn của mình 2,5 l. Mà số 6 em bán giá cũng 400 luôn nha nè. Tiếp là như mình cán vào carbon, hãng của Mestec nha, tem vàng nè, tem Nhật nè anh em, dài 6,3 m nha. Cá này cũng thuộc dạng cán cứng đó nè, cái dòng rinh chỗ này thì nó có rỉ sét trong tan, phôi thì bóng đẹp, đúng rồi, phôi đẹp nha. Hàng carbon 6,3 m, đúng, phôi đẹp, có đống bụi đống dơ. Em đo cái rèn nó bao nhiêu. Cây này rèn 11 cho em. Cây này mã số 7 em bán giá 500. Cân vật 6,3 m. Tiếp là cho em mình một cặp xúc lão này nè. Như em nói này, mình mấy cái này là cầu đa năng này ha. Này em lên một cặp hai cây giống hệt nhau luôn, hàng của Suzumi dài 2,1 m cây này, cứng khoảng 15. Một cặp giống hệt. Có một cây nút đít nó bị bể nên nó bị lỏng nè, về mình cũng xử lý lỗ đít giùm em ha. Bắt máy Fuji, fan Fuji. Một cặp giống hệt nhau, ngoại hình cũng na ná nhau, có dính bụi, dính dơ, có sờn, có trầy xước nha em. Tất cả của mình đều là fan Fuji nè. Bộ fan đi đẹp, không lỗi, không nứt. Đó, nhưng mà cây này hai cái ngọn khác nhau như nè, một cái ngọn màu trắng, một cái ngọn màu bạc nha. Đó. Thông số thì như nhau. Ồ, mà cái lóng màu bạc nó dài hơn nè. Lóng màu trắng nó ngắn hơn nè. Đó, anh em thấy không? Có nghĩa là cái cây màu trắng này nó bị thay ngọn rồi nè anh em. Nhưng mà fan thì đúng vị trí nha. Cây màu trắng thay ngọn, còn cây màu bạc thì nó nguyên bản nè. Thì anh lưu ý giùm em coi như cây nó còn cây 2 m bằng cây 2,1 m đi. Thì anh em mua một cặp mình lưu ý giùm em bán giá rẻ nha. Bình thường cây này em bán 400 000 một cây rồi. Nhưng mà một cặp này nó như vậy thì anh em về anh câu bình thường thôi, cũng chả ảnh hưởng gì mấy nha. Cây này mã số 8.
Em bán hai cây này là giá 500 ngàn nha anh em. Đó, tiền nào của đó nha anh em. Tiếp tục như em mình cây dây trong ba khúc, cây NFT Mighty nè nè. Mấy cái này là bụi chùi sạch hết, chùi cái sạch bách nè, nè. Chùi cái sạch bách này thấy không? Đẹp lắm á, cây này mới lắm anh em nè. Anh em thấy đúng bụi với chùi cái sạch nè. Cứng 53 m3 nha anh em, dây trong ba khúc. Đóng mặn nhện gì nè, anh em thấy không? Chưa lau chùi vệ sinh được nè. Cây này anh em lau lại là đảm bảo anh em mới trên 95%. Cứng 53 m3 ba khúc dòng NFT Mighty này nha anh em. Đó. Cây này chắc 30 giây thôi. Cân nặng của mình là 286 g. Ngọn 2.8, cây này mã số 9 em bán giá 500. Tiếp là anh em mình cần tay lóng ngắn nha anh em. À, cây này dài 2m4. Cái cây này nó ghi tiếng Nhật, em không biết có nó hãng nào nhưng mà em đoán cây này hàng có NFT nha anh em. Em nhìn vô cái chỉ quấn với cái dòng chữ nè, à, em đoán của nó là NFT. 2m4 anh em, cứng đều 3H nha, cần thì mới tin, có bao cần đàng hoàng luôn. Tem đời đầu nè, tem nó còn hơn cái giấy bảo hành nữa. Đó thì cái hãng thì chính thức chính xác thì không biết là cái hãng của thằng nào. Em đoán là NFT thôi, ngọn Long Phụng nha. 2m4 3H. Cân nặng của mình là 48 g thôi em ơi, ngọn 0.8 nha. Cây này đi câu cá rô rồi, khỏi phải chê luôn nè. Cây này mã số 10 bán giá 500 nha. Cả này đi câu cá rô mề được ha, giật bốc 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 luôn. Tiếp lên cho em mình cái sút lở nha em, cây này hàng carbon, hàng của Incoria nè. Đó, carbon sắn nha, có chạy xước sơ sơ, đóng bụi đóng dơ. Hãng con Power Special vậy nè, bắt máy Fuji tem vàng xuất Nhật đây anh em, tất cả mình fan Fuji, đẹp không nứt khoen nào. À nè, phôi mới tinh nè. À, độ mới còn rất là cao luôn. Cứng nha nè, cây này cứng khoảng 20 nha, dài 3m6, một cây sút lở. Cân nặng của mình là 333 g, ngọn của mình là 2.4, cây này mã số 11, em bán giá là 600 ngàn. Tiếp lên cho anh em mình cây này ISO khoang lớn, cây này hàng con Ruby cùng Made in Korea nè anh em. Ha, có dính dơ băng keo chạy xước nhảm 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 nè. Bắt máy Fuji tem vàng nội địa sản xuất Korea nha anh em, đọt 3 dài 5m3 dòng Ekushima nè. Cái dòng cũng khá là tốt của thằng hãng Ruby nha anh em. Nè, trên thân mình dính dơ rất là nhiều. Anh em thấy không? Lấy cái tay em chùi cái nó sạch nè. Anh em thấy nó khác không? Về mình vệ sinh giúp em ha. Khoang của mình tất cả khoang Fuji, cũng không có nứt, không có lỗi khoang nào nè anh em. Carbon xoắn. Ngọn carbon xoắn. Đọt 3 5m3 nha anh em. ISO khoang lớn, cân nặng của mình là 305 g. Cây này ngọn của mình là 1.7, gốc của mình là 22, cây này mã số 12 em bán giá 600 ngàn. Tiếp là nha anh em mình cây này. Cây này thì nói chung là cái lóng này và cái ngọn của nó là nguyên bản nha anh em. Cây này là cái ISO biển anh em. Nhưng mà cái lóng gốc mình nó đổ, nó cắt, nó gắp tùm lum tà la hết nè anh em thấy không? Và chiều dài thực tế của mình còn là 4m9 nha anh em. Đó, cái gốc lóng phôi vẫn có nó nè, khúc này cái nó đổ nè, nó đổ cắm vô đây nè anh em. Rồi không thích thì dục nóc này ra lấy cái này cắm vô đây thì vẫn được nên anh em. Nó đổ, nói chung là nó đổ tùm lum hết, nó đổ xuống mắt máy thấp dưới này nè. Thì cái cây này dụ anh em về câu ISO biển thì anh em vẫn để cho em câu bình thường thôi, hoặc là phương án thứ hai là anh em mình bỏ cái gốc này luôn, anh em lấy hai cái ngọn này thôi. Cái này không là đã 3m6 rồi nè anh em. Cái gốc này nè, còn dài thực tế của nó là 4m8, 4m9 nha anh em, em đo thực tế là 4m9. Còn anh em muốn độ thành hai khúc lùa đó thì anh em lấy cái phôi này thôi. Hai cái này là độ thành 3m6 là anh em quấn lùa ngon lành nè. Nè, cái bộ phen quá đẹp luôn anh em. Giá em bán này là chỉ bằng cái bộ phen thôi nè, phen Fuxit nè. Cái chân phen anh em màu thôi, cái màu nó rất là giống titan nhưng mà nó không có ghi chữ titan nha anh em. Có nghĩa là cây này nó cái màu đó luôn mà giống titan giả mang luôn trời, nhưng mà nó không ghi chữ titan. Thì nhưng mà cái dòng xứ xích thì chắc chắn 100% là dòng xứ xích rồi, không có chạy được anh em. 18 cái khoen nha. Đó thì về anh em mình tùy, mỗi người có cách chơi khác nhau, em về mình xử lý theo cách chơi riêng của mình để cho nó hợp lý và ổn định nhất nha em. Đó, tình trạng cần mình như thế này. Rồi thì cây này dài 4m9 ba khúc, cân nặng của mình là 630 g. Cái ngọn của mình là ngọn 2.8 nha. Rồi thì cây này mã số 13 hay bán giá 600 nha anh em. Giá rẻ bộ khoan nữa nè. 18 cái khoan xích mà quá độc luôn á. Tiếp lên cho anh em một cái súp carbon nha. Cây này hãng của New Way, súp cứng 25 và 4m2 nè. Hàng carbon có chạy xước nhẹ sơ sơ. Bắt máy Fuji, fan Fuji nắp chụp luôn nha anh em. Đây, tất cả của mình đều là fan Fuji hết. Không lỗi không nứt khoan nào nha. Khoan mình đóng bụi đóng dơ nè. Anh thấy không? Bụi dơ rất nhiều luôn.
anh em thông cảm giùm em, nhà nhỏ xíu mà không có bốn người làm phụ được, một mình nên làm hết, làm mà em làm còn nhiều việc khác nữa nè. Nói một ngày mà anh em mình gọi điện thoại em ngồi em nghe em chốt đơn đã nhức đầu rồi, đừng tính mà cách em làm buôn bán này nọ nó tùm lum hết, nên không có thời gian mà để nó là để sửa chữa lau chùi, cứ về cứ bốc lên là lên hàng thôi. Cân nặng của mình 410 g, cái ngọn này của mình là ngọn 2 ly 6 nha anh em, cây này mã số 14 em bán giá 600 ngàn. Nên anh em thấy hầu như hàng của em là không có lau chùi, không có vệ sinh gì chân á, cứ ngày nào lên video cứ tới chiều tối ăn cơm xong nè cứ hàng dục bao bao vậy đó nè. Anh em có cái coi hàng của em nè, nói chung em dục em chất nè, bao bao đóng đóng vậy nè đó, rồi cứ lúc lên video thôi bóc ra đếm đếm thì số lượng 20 cây đó, rồi ghi tiền ghi giá rồi lên cho anh em mình thôi. Hàng lỗi thì bán lỗi, hàng nguyên thì bán nguyên đó, nên hầu như là không có lau chùi vệ sinh. Nên anh em mua hàng bên em thì khỏi phải lo về chuyện đó. Tiếp lên cho anh em mình cây này, hai ngọn đây nè, một cây hãng của Olympic, hàng carbon là bắt mắt Fuji tem vàng này nè, dài 1m8 nha, Country Olympic nè, cây nào hình đẹp nè đó, Mamiya Country Olympic này nè, in Korea nha, tất cả một sang Fuji hai ngọn luôn. Thì hai cây này nó không có ghi, nhưng mà em test thử thì một ngọn nó cứng khoảng 60 và ngọn cứng khoảng 80 nè nha. Cây này rất đẹp á, dài 1m8 nè, cây này là rất là nhiều người kiếm luôn, đặc biệt là anh em Phú Yên nè, giá này không mua thì mua đâu chứ được. Cân nặng của mình là 265 g, một ngọn của nó là 3 ly và một ngọn của mình là 2 ly 7. Cây này mã số 15 em bán giá 700. Em dám tuyên bố với anh em mình luôn á, nếu mà anh em mình mua hàng cái chỗ em về mặt giá cả nha, không có nói về cái mức độ mà khó chịu của em thì em biết thừa biết bán hàng của em rất là khó chịu. Xét về cái giá cả hàng quá mà anh em mình không mua được chỗ em là rất là khó mua chỗ khác, em dám đảm bảo với anh em mình như vậy. Còn anh em này chưa từng chơi hàng bãi thì tốt nhất thì mình đừng chơi nữa, mình đừng chơi luôn, hoặc là đi mượn hàng của người khác xong đi rồi về mình chơi, mình cảm thấy thích hợp mình hãy mua. Tại nhiều khi á anh em mình mua hàng bãi mà anh em không biết gì hàng bãi trơn á, anh em nhận hàng mình sẽ bỡ ngỡ. Thứ nhất là tại sao mình, thứ nhất là ví dụ đặt trường hợp anh em mình không biết giá trị của cây cần mà mình mua một cái cây cần cũ mà với cái giá nó rất là cao so với cái tiền mà anh em mua một cái cần mới, thì anh em mình sẽ đặt dấu hỏi, ừ tại sao tao khùng vậy, tự nhiên cái bỏ số tiền quá trời nhiều đi đây, cái mình mua một cái cần cũ đã qua sử dụng biết đâu nó bị lỗi này nọ đâu nữa. Thì đa số những người mới chơi hàng bãi sẽ có tâm lý như vậy đó, nên mua hầu như là mấy cái hàng đầu tiên họ mua là họ kiểm tra kỹ không, họ sâu họ mối từng tí, đa số họ bơm hàng là nhiều, dám đảm bảo với anh em mình vậy, mới chơi là như vậy không á. Nhưng mà với giá trị ví dụ như cây cần này em đang quay cho anh em mà nó giờ là cây này là cây Nissin nè anh em, một cây Nissin 3m6 bản vượt cứng nè, cây Nissin Lucido nè, nhưng mà cái gốc của mình á, nó giống như là nó bị ố nè, nó bị ố nước sơn á, giống như ai lấy xăng lao lên nha, cái tình trạng này nó giống như vậy nè, xăng lao lên cái nó bị bay màu nước sơn anh em, kiểu như vậy nha. Thì giống như cây này nè, ví dụ anh em mình không biết cái giá trị giá mới của nó bao nhiêu thì anh em là biết, ví dụ anh em mình mua một cây này là anh em mua mới full hộp đi, anh em mua bên Nhật, đặt bên Nhật về mới full hộp cây vượt cứng Nissin dòng Lucido này nè, vượt cứng như thế này nè, giá không dưới 5 triệu. Anh em mình phải tìm hiểu thêm là vấn đề như vậy, coi cái giá gốc nó bao nhiêu và cái giá tại sao người ta bán là cái giá nó cao như vậy, chứ không phải tự nhiên mà người ta bán đồ cũ giá cao đâu nè, nó khác nhau hoàn toàn lắm. Rồi, cây này cân nặng của mình 106 g nha. Cái ngọn hiện tại của mình thì cây này em đo chuẩn là nó còn 3m6, đo theo gạch tới 3m6 nè. Nhưng mà cái đầu ngọn này em nghĩ là nó bị gãy ngang tí xíu nè nè, nó có làm lại nè, anh em đuổi giùm em ha. Rồi, cây Nissin vượt cứng, cây này mã số 16 nha anh em, bán giá cho mình là 700 ngàn. Cây này ngọn 1 ly 8 á, bán giá 700. Rồi, tiếp lên cho anh em 3 khúc nha. Cây này nếu mà anh em về anh quýnh cá tạp rồi, bao ngon anh em, quýnh cá tạp, quýnh cá chép, cá mè, cá chê, cá chim nữa, quýnh hồ dịch vụ, quýnh ao hồ đó nè, quýnh những cá tạp rồi đó, là cây này quýnh cực kỳ ngon. Bắt máy Fuji tem vàng da băng nè, tất cả mình fan Fuji. Cá mút nha, cứng 50 và 3m6, hãng Alpha Techco, tem vàng nội địa nha. 50, 3m6, 3 khúc carbon, cũng còn rất là đẹp đó nè, tất cả Fuji hết, đầu bù xích luôn nè. Đầu bù xích môi trời, fan là fan Fuji. Cân nặng của mình là 343 g, cái ngọn của mình á là ngọn 2 ly rưỡi nha. Cây này mã số 17 em bán giá 600 ngàn. Tiếp tục như này mình sẽ cắm gốc này nè, cái gốc cắm bằng 1/2 ngọn nè, cây này cũng dễ hàng Olympic nè, Country Olympic nè,
về multifunction như là carbon rod, cứng 30 và 1m8 anh em, cắm gốc tem vàng xuất Nhật đây anh em, bắt máy Fuji. Cây này mới tinh nè, fan của mình cũng là fan Fuji hết. Nguyên zin nguyên bản như này. Nó để cứng 30 nhưng mà thực tế cây này cứng hơn nhiều nha anh em. Cây này cứng là khoảng 60 chứ không phải 30 đâu nè. Cứng nè. Đó. Thì em bán thì em tư vấn cho anh em này thôi, thì anh em là mình cứ căn chuẩn theo này đi. Còn về bây giờ em tư vấn thêm để anh em mình mua cho đúng. Cứng nha, cứng khoảng 60 chứ không phải cứng 30 đâu. 3m 1m8 cắm gốc nha. Mới tinh nè. Hàng Olympic luôn, sản xuất Korea. Cân nặng của mình 234g. Ngọn 2 ly anh em ạ. Cây này mã số 18 em bán giá 600 nha. Tiếp là anh em mình cần tay lóng dài. Thì cây này 7m2 anh em, thấy cây này á, từ đây xuống đây nè. Thứ nhất là cái tay cầm của mình nó bị bung rồi nè anh em. Nó bung chỉ rồi nè, nó lột mấy cái lớp báo rồi nè. Đó. Chỗ này nó quấn cầm thì chắc tay thôi, chỗ này nó bung nó quắt, chỗ này cầm chắc tay. Thì anh em nào về á, mình mua một cái bọc màng co nè, bọc hết cái cán lại nha. Để mình chơi chứ mình cầm bên đây xấu lắm. Anh em thúng nước, anh em mà đụng nước nó là cái lớp báo này sẽ lột lột vậy nữa, nó lột carbon trong này ra đen tùi lùi luôn á. Thì anh em đối với em hai cây này là hàng nội địa Nhật, tại vì nó trùm hết rồi em cũng không biết là hàng của hãng nào. Có chạy xước nha anh em. Có sờn, có chạy xước, có ố nha, có chống nổ đầu lóng nè. Thì cần mình nó chỉ có gốc thôi, bù lại là không có sức mẻ, không có gì hết trơn anh em ơi. Đầu lóng của mình không có sức mẻ gì hết nha. Còn về cái độ phôi của mình á, thì đây nó sờn nha, nó sờn cái kiểu câu lâu ngày rút rút vô anh em, có đống bụi đống dơ, có những vết sượt ngoài da, tình trạng tất cả các lóng phôi mình đều như vậy. Nhưng mà nó không có lỗi lầm gì hết, không có ảnh hưởng, không có sức mẻ, không có dập gãy gì hết anh em. Nè ngọn nè, cột có đầu ngọn gác không. Đó. Cái này ngọn gốc con đặt luôn nha anh em, 5H 7m2, cân nặng của mình đúng 300g. Ngọn của mình là cây này ngọn 1 ly 2 nha anh em. Cây này mã số 19 em bán giá 700. Mã số 19 em bán giá 700.000 nha. Tiếp lên cho anh em là một cái súp carbon, cây này hàng Olympic đó. Đây, Olympic nè, cây này nó đóng bụi với cái lóng gốc đóng bụi nha gì vậy anh em. Nhưng mà cây này thì đẹp trên 90%, về anh em mình lau chùi là đảm bảo sạch là trên 90% nha, bắt máy Fuji nè. Cây này dài 4m2 cứng 30 nha anh em. Không ghi trên này nhưng mà em test thử cái độ cứng nó rồi, nó cứng phân 30 nha. Nè, em chùi bụi cái anh em thấy nó sạch không? Nè, lấy móng tay em chùi cái bóng nè. Đó. Khoen nè, em nhìn cái khoen nó đóng bụi nè, 8 lớp. Tất cả mình Fuji hết, không lỗi không nứt khoen nào. Đó, anh em lau chùi xong là cái tình trạng phôi mình sẽ như thế này. Nè. Đó. Cứng ha, cứng khoảng 30 nha anh em, dài 4m2 mà còn súp carbon, cân nặng của mình là 390g. Ngọn của mình là 2 ly 8. Cây này mã số 20 nha, em bán giá 800.000. Tiếp tục cho anh em mình cây này. Cây này cây isofan nhỏ nha anh em, hàng carbon, bắt máy Fuji nha anh em. Cây này hàng Olympic nè, dòng super carbon, nó đọt 4 luôn trời, dài 6m3 nha. Cái thông số này anh em hơi bị khó kiếm, anh em tem vàng nội địa nè. Mấy cây này cây đợi đầu. Phôi này bao này mình đánh luôn. Đột 4 6m3 isofan nhỏ. Thì cái cây này nó có bị hư một khoen nha anh em nè. Thì trước khi gửi cho anh em mình, em sắp thay cái khoen này hoàn thiện cho anh em mình nha. Đó là cái phần đảm bảo mấy cái khoen này em có. Đó, chứ cây này mà hạ tay thì nó phí lắm, cần mình còn rất là đẹp. Nè. Rất là đẹp, rất là bóng mới luôn, mặc dù nó có những cái vết chảy xước lâm tâm li ti nữa anh em. Không đáng qua ngày mấy nha. Đủ một cái là thông số quá đẹp. Đọc 4 6m3 nha. Cần nguyên bản luôn. Ngọn cọc con xoắn luôn nha anh em. Hàng Olympic đời đầu nội địa Nhật, cân nặng của mình là 482g. Ngọn của mình 1 ly 7 nha, cây này mã số 21. Mình bán giá 900.000 nha anh em. Đáng đồng tiền bát gạo. Tiếp tục nha anh em mình, cái lua mới đứng 2 khúc nha, một cây Daiwa Bass X. Nè. Nó chưa lột bằng co chỗ này anh em, cây này mới tinh nè. Carbon xoắn nè. Hàng made in Việt Nam nè anh em, dài của mình là 6,4 ha. Dài 6,4 nha anh em. 6,4 thì 6,1 m8, 1,92 nha. Dài 1,92. Lua từ 1/16 đến 3/8 OZ, tải cá từ 4 đến 8 là bao. Hàng made in Việt Nam nha anh em. Phôi xoắn ít toàn thân nè, cần còn rất là mới. Ra ít nè. Tất cả fan của mình là fan Fuji Akona nha anh em. Thì cái cây này cái giá mới của nó thì có chỗ nó bán 1,9 triệu, có chỗ nó bán 2,1 triệu anh em. Thì anh em mình có tìm hiểu thêm
hàng này hàng Việt Nam, sản xuất từ Việt Nam và cái thị trường mình mới bán nhiều lắm. Thì anh em mình có thể tìm hiểu thêm nha. Rồi. Thì cây này cân nặng của mình là 92 g anh em ơi. Ngọn của mình 1 ly chín gần 2 ly nha. Cây này mã số 22, em bán giá 1 triệu nha anh em. Mã số 22 em bán giá 1 triệu. Rồi tiếp tục cho anh em mình cái lua máy ngang nè. Cây này cây hàng VIP luôn nè. Cây này hãng của Compactstick nè. Cái dòng này là cực kỳ mắc tiền nha anh em, dòng Everend Custom hay là carbon bonron anh em. Dài 6,8 là dài 2,05 m nha anh em. Wow, tải cá từ 10 đến 25 là bao luôn. Lua được từ 3/8 cho đến 1/1 2OZ 28 cộng 14 đến 42 g. Fan titan xích gôn như này thì cây này nguyên bản của nó là một khúc. Nguyên bản là một khúc nên em gửi thợ cắt hết 200 ngàn nè, gửi thợ cắt ra hai khúc cắm lỡ nè. Cho anh em mình gọn á. Thấy không? Đó, gửi thợ 200 ngàn nữa. Fan là fan titan xích gôn luôn nè. Anh thấy không? Đó, cây này về tha hồ bạo lực luôn nha. Đó, anh em nào ngại cắt thì em gửi thợ cắt luôn, rồi gửi thợ Sài Gòn cắt luôn em, phải lo. Em gửi thợ nổi tiếng, thợ cứng cửa làm luôn nên em không phải lo vấn đề đó. Họ có phôi, họ có máy test cần luôn mà, test phôi luôn mà. Đáng lẽ anh kia họ cắt làm hai nhưng mà họ có máy, họ test phôi, họ nói có phôi này cắt làm hai thì nó nhỏ, nó yếu lắm, họ cắt kiểu này nè. Nên em tự tin mà chơi nha. Giá thì cực kỳ rẻ luôn. Cân nặng của mình 186 g. Ngọn 2 ly. Rồi, cây này mã số 23, em bán giá 1 triệu 2 nha anh em. Số 23, giá 1 triệu 2. Tiếp tục lên dưới quý anh em mình cây này, một cây đai hoa 2 khúc nha, một cây đai hoa đầu lóc bao đai hoa chính hãng luôn. Cần cũng mới tinh luôn, sắn hai da tới ngọn tem vàng nội địa, bắt máy Fuji tem vàng, độ cứng cao luôn, cứng 80 2m7 luôn nha anh em. Quá đẹp, lâu lâu có con cây đẹp quá. Sắn tới ngọn hai da. Nó hàng đai hoa xịn sò có bao cần luôn, mới tinh. Độ cứng cao 82m7. Cân nặng của mình đúng 400 g. Ngọn 3 ly 1. Cây này mã số 24 nha, em bán giá 1 triệu 4 nha. Mã số 24 giá 1 triệu 4. Tiếp tục như em mình cây này, cây lua 3 khúc như này, một cây lua gần 3 khúc. Carbon sắn cái màu quá độc luôn anh em. Fan là fan Fuji nòng súng. Lua 3 khúc. Bắt máy Fuji fan Fuji. Hãng Kuntiz. Carbonic. Dài 3m3 như em, 10 feet là 3m3 nè. Lua màu được từ 10 đến 40 g. Tải cá từ 10 đến 25 là bao nha. Một cây lua 3 khúc carbon có chày xước nhẹ chỗ này. Nhưng mà cái màu quá đẹp anh em. Một cái màu phôi quá đẹp, phen phô xích. Cầm lên là thấy ngon, thấy đã liền. Nha, phen xích nồng súng, lùa bá khúc. 3m3, cân nặng của mình đúng 300 g, hỏng xê, hỏng dịch. Cái ngọn của mình là cây này ngọn 2 ly rưỡi nha em. Cây này mã số 25, em bán giá 1 triệu rưỡi. Tiếp tục lên cho anh em mình cây này. Ê da, còn mấy cây cuối, mấy cây là đã mà. Cây keo láp đây nè. Một cây đai qua, Kenzaki keo láp nha. Nè, cứng 80 2m4 nha nè. Cái sợi đỏ đỏ này nè là cái sợi để sản xuất áo giáp chống đạn á nè. Mà cây cần câu này thì không biết có chống đạn hay không thì không biết nha. Nhưng mà cây này thì quá đỉnh nè, đỉnh của chớp rồi. Cũng mới tình nè, fan fan Fuji phản quang. Cứng 80 2m4 2 khúc nha, ngoại hình rất đẹp. Nè, cái góc thì nó có sờn chỗ này một tí. Rồi, cân nặng của mình 407 g. Ngọn của mình 3 ly rưỡi. Cây này mã số 26, 1 triệu 7 nha anh em. 26, 1 triệu 7. Tiếp tục với anh em một cây Sub Leader nha anh em. Một cây Shimano Sub Leader EV mới tinh, có chạy xước lâm tâm dưới gốc. Nha, một cây Shimano Sub Leader thì nó có hai loại, một bản EV này thì nó mắc tiền hơn. Một bản EV thì cái màu nó hơi ngã ngã bảy màu tái tái một tí. Còn cái bản FV á anh em thì nó rẻ tiền hơn, bản FV thì màu xanh này kia. Thì anh em mình chơi chuyên Sub Leader này sẽ biết mà, thì em tư vấn thêm tí như vậy nha. Thì cây này dài 42 mm, độ cứng 2X, lỗ cứng 25 nha anh em, hàng Indo. Đó, cây này thích hợp cho anh em quấn lục đầu cần, quấn lăn C, quấn lua gần, quấn bạc biển đâu nha. Bắt máy Fuji nắp chụp xịn nè. Cây ngoại hình đẹp anh em, giá nó rẻ. Tất cả mình fan Fuji hết, không lỗi không đứt fan nào, carbon. Ngon, sẵn gân cơ bắp cuồn cuộn luôn.
Rồi, cân nặng của mình là 385g anh em ơi, gọn 2,5 ly. Cây này mã số 27 nha, em bán giá 1,8 triệu anh em. Một cái subdider EV 1,8 triệu. Là quá rẻ cho cuộc tình luôn anh em. Cây này phải giá khoảng 2,2 triệu nó mới đúng tầm của nó. Thời điểm này thì bán giá ơi nơi nới cho anh em mình dễ chơi, dễ mua. Rồi, số cuối cùng cái này nè, cây này cây cực phẩm nha anh em, có bao cần luôn. Một cây cần tay NFT Ola Plus phiên bản Special Edition nha em. Phiên bản đặc biệt, bản cao cấp đặc biệt luôn, dòng Ola Plus nè. Thì anh em hay nói là phôi kim cương nè, phôi diamond nè, Plus kim cương hàng của NFT, hàng nội địa nha em. Dòng NFT này thì nội địa rồi. Ola Plus nè, anh em thấy không? Nó sẵn giống kim cương thì thiên hạ đồn, kim cương dài 10 mét luôn nha. Cái thông số quá đẹp, khó kiếm lắm. Nó cứng độc khoảng 5H. Đó, một cây Ola 10 mét mà giá bán thì cũng không dám tự tin bán rẻ, nhưng mà theo đánh giá riêng của em là cây này giá là cực rẻ. Đó, chuẩn bị đi anh em ở miền Tây Sài Gòn đổ về. Nghe nói 30 này U Minh Hạ nó mở cửa rồi anh em, nó vét sạch hết rồi. Mấy cái láng, mấy cái kinh nó vét sạch hết rồi. Đó, nhưng mà do nước nó còn nhiều anh em. Thì nó đợi nắng vài bữa nước rút đó là bắt đầu là nó ấy đó. Và năm nay nghe nói cá trong đó thắt lát nhiều. Thì anh em nào câu thì lấy cái này 10 mét nè, cá bổi thì nó ở xa nha. Nè, sắn u la, sắn kim cương tới ngọn. Đó, thì cây này về thì dùng là để dành cho anh em đi dở cá rô, cá chê rồi đó anh em, cá sặc bổi rồi thì anh em lấy cây này. Ha. Đấy. Bao rẻ cho anh em mình luôn, zin 100%. Cân nặng của mình là 395g, cái ngọn của mình thì ngọn 1,6 ly nha. Cây này mã số 28 mình bán giá 2,5 triệu. Kiểu gì mà không mua. Và tất cả mọi hàng hôm nay như vậy nha. Nhanh tay thì còn kịp, chậm tay cũng còn, nhưng không biết khi nào có lại thôi. Thì em xin kết thúc video đây nha anh em, hẹn gặp lại quý chị em chú bác mình trong những video theo nha anh em. Xin chào.